tứ thâu là lợi. Nếu cụ tình đỡ cho em, người ta cho nó mò sử dụng. Người ta cho thảo em, nếu ổ thì tôi vẫn thấy nền gọi gì chứ. Cho nên cụ bé chứng cho khó hay thì, hoặc là cụ tình hay thì, nếu chứng tình đất xì mà nếu.